Tôi cảm thấy rất là vui, rất là may mắn khi tham dự sự kiện ngày hôm nay. Những dự án chung của tập đoàn Trung Thủy thì rất có cái kiến trúc rất là theo hướng Mỹ, thì tôi cảm thấy rất là hào với những dự án này. Mình thấy cái vị trí của dự án này rất là ok, nằm ở trung tâm rồi có thể giao thương với lại nhiều quận lân cận, ví dụ là đi qua quận Nhất, quận 7 hay cái khu đô thị mới của quận 2. Thì ví dụ sau này khi mà con cái mình lớn lên á, thì thuận tiện cho cái việc lựa chọn những cái trường tốt ở gần trung tâm. Thích nhất là vì cái vị trí, tại vì mình cảm nhận là khi mà đứng ở cái vị trí của dự án đó sẽ thấy được cái hai cái view. Cái view đầu tiên đó là cái sự phát triển của cái khu tài chính, khu quận Nhất, và cái view thứ hai đó là sự hình thành của cái khu đô thị mới ở bên quận 2. Và đương nhiên đó là cái vị trí thứ ba, đó là vị trí nằm ngay cái đường trục chính của Nguyễn Tất Thành.